Hừ, rốt cục xá được ra sao? Dương Thanh Huyền kéo một cái lục dây, tranh một tiếng, nhất đạo lục quang liền trình đường vòng cung, bắn ra xuống. Tiểu đống cát trên lộ ra một cái kiếm kiếm độc vĩ đến, giữa trời vứt ra một mảnh hồng mang, binh binh bàng bàng đem cái kia lục hình cung đánh nát. Đồng thời đống cát bên trong vọt lên một đạo ánh bạc, là cái kia nhỏ dài như dây thép đuôi, hướng về Dương Thanh Huyền kích bắn xuyên qua, đồng thời cuốn lên đầy trời hồng mang, hóa thành một cơn bão táp, cuộn tất cả lên. Dương Thanh Huyền lấy ra bá kiếm, thân kiếm khổng lồ như tấm khiên giống như chặn ở trước người thừa nhận cái kia cự lực sung kích, kiếm phản mặt truyền đến rầm 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 khuấy động tiếng, cái kia bão lớn ép tới hắn ở trên không bên trong lui hơn trăm trượng xa. Dương Thanh Huyền thu hồi bá kiếm đến, cái kia bát mục thâm hồng độc hạt đã từ cồn cát bên trong đi ra, ngủ đông trên mặt cát, tám đôi mắt nộ theo dõi hắn, phát sinh cửu hận sát ý. Dương Thanh Huyền kinh ngạc một hồi, này thâm hồng độc hạt cái kia đoạn chi địa phương lại dài ra một cái tiểu cái kìm bất quá chỉ lớn chừng bàn tay, sắc ngoài cũng là màu nhũ bạch, vô cùng non nớt. Ước ao, đứt đoạn mất còn có thể mọc ra đến, cũng không cần bỏ linh thạch. Dương Thanh Huyền nở nụ cười một tiếng, bóng người lóe lên, ở trên không bên trong lưu lại đếm đạo tàn ảnh, liền bay chém tới. Nam Minh Ly hỏa kiếm ở trên không bên trong đè ra vô số hỏa văn, kiếm khí từ trong đó phun ra ra, giống là liên tục phát ra hỏa đạn, khoảnh khắc mà tới, liền ngay cả không khí đều bị hòa tan. Thâm hồng độc hạt hình thể to lớn, căn bản tránh không khỏi vậy mau như tia chớp kiếm khí, đuôi ở trên không bên trong lượn quanh thành một vòng, hoang khí cùng độc khí kích thích ra, lăng không vùng một cái, đánh ra một đạo to lớn hình bán nguyệt đánh chém, đón lấy kiếm khí kia. Ấm, ẩm, ầm, ầm. Hơn 20 đạo kiếm khí toàn bộ bị kích phá, cái kia đuôi dài lập tức lại lóe lên, hướng về chạy như bay đến Dương Thanh Huyền đâm tới, tốc độ mau lẹ cực kỳ. Dương Thanh Huyền dưới chân kiếm bộ dẫm lên một cái, liền né qua, đồng thời kiếm bộ phương hướng không còn là thẳng tắp, trái phải qua lại, đạp ra lượng lớn giải rác điểm, hướng về bò cạp độc tới gần. Tập kích bất ngờ đến ngoài 10 trượng, Dương Thanh Huyền nhảy lên một cái, Nam Minh Ly hỏa kiếm trên kiếm thế tăng lên tới cực hạn, hướng về cái kia bát mục chém tới. Trên thân kiếm liên tiếp hỏa diễm tự mình nổ ra, có hoang cổ mãnh thú khí tức truyền ra, 3000 nghiệp hỏa. Thâm Hồng độc hạt vội vàng giơ lên cái kìm đến, hướng về kiếm khí kia trên vắt đi. Đại lượng cuồng sa ở hoang khí ảnh hưởng, lăng không bay lên, hóa thành từng đạo từng đạo bão táp, cùng ngọn lửa kia chống chọi. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh va chạm bên dưới, hỏa cùng cát toàn bộ đổ nát. Dương Thanh Huyền bốn phía cắt vàng, càng bị đốt cháy đen. Nam Minh Ly hỏa kiếm bị cái kìm gắt gao kẹp lấy, trái phải rút bất động. Dương Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, nói, lại là chiêu này. Hắn quang kiếm trở ra, một tay bấm quyết, bay vọt cao trăm trượng, đồng thời Nam Minh Ly hỏa kiếm ở hạt kìm bên trong biến mất. Gì? Một đạo hồng mang quét ngang mà đến, Độc vĩ đưa hắn lưu lại tàn ảnh chém nát. Sau đó cái đuôi kia cuốn một cái, liền hướng không trung kích bắn đi. Ha ha, cùng lần trước giống nhau như đúc quá trình chiến đấu A. Dương Thanh Huyền mỉm cười nói. Nam Minh Ly hỏa kiếm lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, chém ra một mảnh kiếm khí màu đỏ thắm, đánh vào cái kia đuôi dài trên, đem đánh bay. Sau đó sẽ lăng không dẫm lên một cái, để thân thể sông cao mười mấy trượng, thoát khỏi bò cạp độc phạm vi công kích. Sau đó, hắn tay trái bấm quyết, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái kia dáng người rong ròng cao bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành sa chi tiềm phục giả, cao tới bảy tám trượng, lõm xuống hai mắt quan sát xuống, đồng thời đơn tay vồ một cái, đầy đất cát vàng toàn bộ lăn lộn, hóa thành từng đạo từng đạo lốc xoáy ở thâm hồng độc hạt xung quanh lượn vòng, đồng thời vọt lên đạo đạo cột cát, cái kia thâm hồng độc hạt bát mục bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi, một hồi dại ra ở cái kia, có chút thất thần, phảng phất không thể tin tưởng, tám đôi mắt chớp lại chát thấy rõ người trên không đích thật là sa chi tiềm phục giả đồng thời bốn phía cùng bạo cát vàng cuốn lên chính là cực mạnh không cát thuật nó một hồi liền hoảng hốt thân thể to lớn ở xa địa bên trong lay động mấy lần dĩ nhiên trực tiếp rơi đầu liền đi muốn muốn trốn khỏi thâm hồng độc hạt đẳng cấp thấp hơn với sa chi tiềm phục giả dù cho nó tu vi cao hơn dương thanh huyền cấp 1, giờ khắc này cũng bị vậy tới tự sâu trong linh hồn đẳng cấp uy thế cho kinh sợ tuy rằng hết thảy hoang thú đều gửi ở mảnh này cổ bên trong chiến trường dựa vào này cắt vàng cùng hoang khí tồn tại đồng thời sinh sôi xuống nhưng sa chi tiềm phục giả như là cắt vàng ngưng tụ nhật quang cùng hoang khí sở xanh là mảnh này sa mạc con ruột cũng là mảnh này sa mạc chủ nhân chân chính mà thâm hồng độc hạt chờ hoang thú bất quá là ký gửi giả mà thôi mắt gặp kẻ thù của chính mình đã biến thành sa chi tiềm phục giả thâm hồng độc hạt sợ đến vội vàng đào tẩu như đầy trời cắt vàng quyền địa mà đến từng đạo từng đạo đánh trên người nó thâm hồng độc hạt không ngừng quơ gọng kìm lớn đem cái kia chút long quyền đánh nát lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa trốn tựa hồ liều lĩnh dương thanh huyền há cho nó đào tẩu thân thể lói lên liền xuất hiện trên bầu trời nó tay trái nắm tay đầy trời vô số cát bụi điên cuồng tụ mà đến tràn vào cái kia trong quả đấm đem một con sa chi nắm đấm áp xúc mấy chục lần trở nên cứng rắn như sắt tạo thành quả đấm mỗi một hạt cát tử bên trong đều bao hàm hoang khí cùng chân nguyên không khí đều ở đây nắm đấm ngưng tụ thành sau hình thành vặn vẹo Dương Thanh Huyền đầy mặt nghiêm nghị, lõm xuống trong hốc mắt, bắn ra tinh quang. Toàn bộ sức mạnh đều tràn vào cú đấm này bên trong, từ trên trời cao cuồng kích mà xuống. Diệt đạo Long Quyền, ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều bị đánh nổ. Cuồng sa hóa thành một cái trường long, theo cú đấm kia đánh tan mà xuống, bầu trời bị quyền phong xé rách ra, một đạo thật dài vết nước theo mà rơi. Trên mặt đất thâm hồng độc hạt sợ đến cả người run lẩy bẩy, bốn phía hạt cát tất cả đều nổi lên, ở long quyền hạ hướng về bốn phương tám hướng kích bắn ầm ầm cú đấm kia chặt chẽ vững vàng đánh vào thâm hồng độc hạt lớn kìm trên chấn lên ngập trời cuồng xa toàn bộ trong thiên địa một mảnh mờ mịt dương thanh huyền đối với diệt đạo long quyền nắm giữ còn vô cùng nông cạn một quyền đánh ra sau thân thể của chính mình cũng ở tan vỡ hóa thành vô số lưu xa từ trên bầu trời phiêu hạ xuống nhưng rất nhanh lại trực tiếp ở trên mặt đất ngưng tụ ra thân thể vài bước đi tới cái kia cự quyền nổ xuống địa phương một cái lan đến trăm trượng hố sâu hiện lên ở trước mắt hãm hại đích chính trung ương thâm hồng độc hạt nằm ở đó, lớn kìm đã bị đánh nổ, thân thể không ngừng co giật, vẫn chưa trực tiếp chết đi. Dương Thanh Huyền đi lên trước, bù đắp một quyền, đưa nó cái bụng đánh nổ, lúc này mới hoàn toàn chết hết. Hơn nữa trong bụng chảy ra đại lượng nọc độc, còn có bị thôn phệ thi thể. Dương Thanh Huyền biến trở về nhân thân, sắc mặt có chút tái nhợt, tiêu hao thể năng quá lớn. Hắn cao lại hạ xung quanh lông mày, từ bò cạp độc trong bụng, chảy ra ba bộ thi thể, ngoại trừ trước gặp qua hai người ở ngoài. Còn có một người bị ăn mòn càng lợi hại hơn, thịt trên căn bản tan rã sạch sẽ, xương đầu cũng gầy đi trông thấy. Dương Thanh Huyền trước đem Bò Cạp độc thu vào tinh giới, sau đó đem ba cụ trên thi thể chứa đồ nguyên khí tất cả đều bác lại đến, sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng về chân trời đi. Sau đó không lâu, liền có mấy bóng người từ đằng xa bay tới, đứng ở cái kia to lớn quyền cái hố phía trên, từng cái từng cái khiếp sợ dị thường. Dịch Hùng đại nhân, ngươi nhìn quyền này hãm hại, nên vừa đánh ra không lâu chung quanh đây có cao thủ ở a một người thét lên kinh hãi trong thanh âm tràn ngập lo lắng mấy người khác đồng loạt nhìn phía một tên thân mang áo bào cho mặt mũi gầy gò nam tử nam tử kia tựa hồ là mấy người thủ lĩnh mặt âm trầm hai mắt như ưng nhìn chằm chằm phía dưới phân tích nói từ quyền cái hố to nhỏ xem ra người này hẳn là nguyên võ đại viên mãn tu vi bất quá không cần lo lắng chúng ta có bảy người coi như gặp được cũng không cần sợ như là cái kia người không biết thú Chúng ta cũng không sợ một trận chiến." Một người khác nói, "Nguyên Võ Đại Viên mãn, nếu như có thể để người này gia nhập chúng ta, nhiệm vụ lần này liền 10 phần chắc chín." Mấy người khác cũng không được gật đầu, Dịch Hùng lạnh lùng nói, "Nhiệm vụ nắm chắc, chỗ tốt lại được thiếu một phần. Như là thiếu người, chúng ta bây giờ trở về Thiên Tinh Điện, kêu thêm mộ mấy cái Nguyên Võ Đại Viên mãn cao thủ đến chẳng lẽ không phải càng tốt hơn." Người khác sáu người đều là ngượng ngùng nở nụ cười, một người nói, "Dịch Hùng huynh nói rất có lý." chúng ta không muốn trông trước trông sau, mau chóng lên đường đi. Dịch Hùng lấy ra một tờ gia thú giấy đến, cẩn thận nhận ra lại phương vị, liền dẫn sáu người khác bay nhanh đi. Dương Thanh Huyền giết bát mục thâm hồng độc hạt sau, hướng về Thanh Vân Chi vị trí lại bay nửa ngày, sau đó rơi xuống đi bộ tiến lên. Tìm một chỗ chỗ an toàn, bắt đầu thanh lý cái kia chút chứa đổ nguyên khí. Ba cái chữ vật giới tử, một cái chữ vật hoàn cùng chín túi chữ vật. Hắn trực tiếp đem các loại chứa đồ nguyên khí phách mở, lúc này bạo nổ đầy đất lên trước dọn dẹp hạ, tổng cộng hơn 8 vạn linh thạch trung phẩm, vài món đơn giản nguyên khí, còn có một chút không biết tên đan dược, 7 tám cái thẻ ngọc, cùng một ít giải rác đồ vật. Dương Thanh Huyền cười khổ nói, thật là tận bức, ba người gộp lại mới như thế ít đồ. Bất quá, như không thể không linh thạch, ai cũng không muốn dễ dàng chạy ra hư thiên thành đến mạo hiểm, một loại ở bên ngoài sờ soạn lần mò, đều là khổ bức không có tiền. Ánh mắt của hắn rơi vào giải rác vật bên trong, một tấm cuốn lên trên da thú, bay trên mặt đất triển khai bên trong miêu tả núi sông địa hình còn có mỗi bên loại màu sắc tuyến cùng đánh dấu ở trên mặt địa đồ dương thanh huyền nhìn mấy lần không nhìn ra đầu mối gì này ra thú cũng không biết là động vật gì trên người vô cùng có tính dai hắn đem địa đồ cất đi lại đang giải rác vật bên trong lật một vài thứ sau đó một trưởng đập xuống đem hết thảy còn dư lại vật vô dụng toàn bộ đốt lại dùng cắt vàng vùi lấp tiếp theo sau đó hướng về thanh vân chi vị trí bay đi hơn nửa ngày sau rốt cục đi tới một mảnh đất hoang, bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ thực vật, đều là vô cùng thấp bé, dáng dấp phi thường ngoan cường. Hắn ở đất hoang trên đi một hồi, chờ thể năng sau khi khôi phục, cứ tiếp tục bay về phía trước đi. Từ đất hoang bên trong, không ngừng có cường đại khí tức truyền ra, đáng sợ thần thức thỉnh thoảng từ trên người hắn đảo qua, để hắn trở nên cẩn thận vạn phần. Nơi này là khu thứ ba cùng khu thứ bốn chỗ giao hội, có mảng lớn thổ nhưỡng, có thể ngưng tụ nước, có thể sống dài thực vật, hết sức thích hợp sinh tồn, vì lẽ đó hấp dẫn lượng lớn cường đại hoang thú tụ tập ở chỗ này càng là phí nhiêu địa phương hoang thú thực lực càng trở nên mạnh mẽ thậm chí có địa cấp tồn tại nằm vùng ở đất hoang nơi sâu xa dương thanh huyền không dám thất lễ tốc độ chậm lại vừa đi vừa nghỉ dùng chính mình trước sau bảo tồn ở một cái thật tốt trạng thái ở đất hoang bên trong đi rồi mấy ngày rốt cục bắt đầu nhìn thấy bụi cây trước tất cả đều là thấp bé không có chân thực vật hắn bắt đầu cẩn thận quan sát những cây cối này tất cả đều dài không cao lớn nhưng lại hết sức tráng kiện, cứng rắn, khả năng cùng hoàn cảnh có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Lại đi hơn phân nửa ngày, rốt cục thấy được ngày quan cây, có vài cây chết héo, nhưng vẫn chưa phát hiện thanh vân trì. Dương Thanh Huyền đứng ở một cái cây khô trên, nhíu mày lại, tự nói, như vậy tìm tiếp cũng không phải biện pháp A, tìm vật cũng không phải là ta am hiểu, tựa hồ tiếp sai rồi nhiệm vụ đây. Hắn cười khổ không thôi, chính mình nhận nhiệm vụ, Dương Dương cũng phải làm xong. Ngầm thầm hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục tiếp này loại tìm tìm cái gì nhiệm vụ, quá làm lỡ thời gian. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhận ra được sau lưng một luồng khí tức nguy hiểm, tựa hồ bị hoang thú theo dõi. Dương Thanh Huyền cũng không quay đầu lại, trực tiếp phóng lên trời, liền hướng xa xa bay đi. Bay mấy trăm trượng xa, cái kia bị để mắt tới cảm giác đáng sợ, mới hoàn toàn biến mất. Ở hoang địa bầu trời, đi dạo hai ngày, bỗng nhiên phát hiện một mảng nhỏ ngày quan rừng cây, có tới hơn một nghìn. Vui mừng, gấp bay xuống, trong rừng cây có hơn 10 cây bị phơi khô cây khô, Dương Thanh Huyền kiểm tra cẩn thận một lần. Quả nhiên tìm tới một viên thanh vân chi, lập tức đại hỉ, gấp vội vàng lấy ra hộp ngọc, đang muốn đi thu cái kia thanh vân chi. Đột nhiên thân thể dừng lại, giống như là cứng ở cái kia giống như vậy, không nhúc nhích. Ngay ở cái kia thanh vân chi phía trước, một con cự mãng đang phun ra lưỡi, theo dõi hắn. Cái kia hai cái xà nhãn, híp thành một đóa hoa hình dạng, vừa nhìn xuống, đầu óc có chút cảm giác tráng váng. Dương Thanh Huyền thân thể lung lay mấy lần, tay trái vô lực sụi lơ hạ xuống, hộp ngọc rơi xuống trên đất. Bèo. Cái kia cự mãng nắm đúng thời cơ, một hồi vọt tới, há to mồm liền cắn về phía đầu của hắn, sắp sửa hắn hoàn toàn nuốt xuống. Dương Thanh Huyền đột nhiên hai mắt trợn mở, né qua hí ngược vẻ, "A, à, xúc sinh chính là xúc sinh, thoáng lừa gạt một hồi, liền đem ngươi lừa gạt ở. Này loại cấp thấp ảo thuật, cũng muốn lừa bịp ta." Một mảnh kiếm khí từ trong tay trái khuấy động đi ra, đấu quỷ thần khoảnh khắc ra một chút sung sướng gió chém vào cự mãng dưới thân trực tiếp dọc theo mãng xà cái bụng tìm tới đem dựng thẳng chém thành hai khúc dầm cự mãng nội tạng rơi đầy đất ngã xuống đất chết không thể chết lại mãng xà này xà là nguyên võ trung kỳ tồn tại thực lực không mạnh nhưng cũng sinh một cặp huyễn đồng không cẩn thận liền dễ dàng bị xa vào chỉ phải phân tâm chớp mắt liền sẽ vẫn lạc miệng này một đôi huyễn đồng giá trị so với cái này xà bản thân yêu đan còn đáng tiền hơn dương thanh huyền đơn giản đem xà xử lý hạ đáng tiền bộ phận đều lấy ra ngoài, còn dư lại liền quang một trong bên. Thanh Vân chi, đột nhiên một thanh âm vang lên, trên bầu trời liền có vệt sáng tím bay xuống. Một tên bạch y thất lưng ngọc công tử, đạp ở cái kia cây khô trên, nhìn trên gỗ mọc ra cái đóa kia thanh vân chi, trong mắt thả ra quang đến. Dương Thanh Huyền sững sờ, nhìn ngẩn người một chút. Người công tử kia mặc dù thân hình nhỏ gầy, nhưng là tinh thần phấn chấn, giống một khối tính chất rõ nhuận nước ngọc. Một đôi mặc đồng bên trong thủy quang liễm diễm môi hồng răng trắng nói là khuyên thế phong thái cũng bất quá người công tử kia cũng phát hiện dương thanh huyền tồn tại trong mắt lạnh lẽo cảnh giác nói nhìn cái gì vậy ngươi muốn cướp ta thanh vân chi dương thanh huyền không còn gì để nói sau lạnh lùng nói ngươi thanh vân chi mặt trên viết tên của ngươi người công tử kia nói chuyện cười thiên tài địa bảo mặt trên làm sao có khả năng sẽ viết tên nói liền bay rơi xuống muốn đi hái cái kia thanh vân chi dương thanh huyền giận dữ đấu quỷ thần đồng thời kiếm khí liền chém tới người công tử kia biến sắc mặt thu tay về đến tương tự là một chiêu kiếm đâm ra hào quang màu xanh nhanh như chớp giật kiếm khí nội ẩn ẩn mang theo ánh chớp hai đạo kiếm khí oanh cùng nhau nổ tung ra ầm ầm cái kia đoạn cây khô cũng trực tiếp hóa thành bột mịn thanh vân chi thiên tài địa bảo đao kiếm khó làm thương tổn trực tiếp bay ra ngoài người công tử kia thân như du long cũng không cùng dương thanh huyền dây dưa lóe lên liền xuất hiện ở thanh vân chi bên cạnh người đem bắt vào trong tay. Sau đó một cái thân pháp quái dị ở trên không bên trong loáng một cái, liền xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Dương Thanh Huyền kinh nộ không ngớt, cực khổ rồi mấy ngày, mới thật vất vả tìm được một cây thanh vân chi, lại bị người tiệt hổ, hắn kiếm bộ dẫm lên một cái, giống như một luồng ánh kiếm, đuổi tới. Người công tử kia nhíu lên xung quanh lông mày đến, trong tay cổ đồng sắc bảo kiếm, vung vẩy bên dưới lập lòe ra màu xanh lam lưu ly ánh sáng, trước mặt chém tới, đồng thời kêu lên, ngươi người này thật vô lễ cái kia thanh vân chi rõ ràng là ta lấy trước được ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ cướp đoạt dương thanh huyền ở trên không bên trong biến đổi bộ pháp tránh thoát chiêu kiếm đó có chút không nói gì đối phương không nói ai trước tiên thấy lại nói ai lấy trước được hắn mắng được 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 ngươi châu bò ngươi lấy trước được được chưa ta hiện tại đã nghĩ chém chết ngươi ngươi sao đấu quỷ thần ở trên không bên trong nhất chuyển liền tấn công dữ dội đi hơn nữa mau lẹ cực kỳ giống thiểm điện sạch qua trời cao người công tử kia xuất liên tục hai kiếm chạm ánh kiếm màu xanh lam tóe lên một nhanh một chậm hai kiếm hoàn toàn bất đồng tốc độ phảng phất không ở một cái thời không hạ vận chuyển làm cho người ta một loại cực đại thị giác kém cho rằng xuất hiện ảo giác như này hai loại tốc độ kiếm như là đồng thời mà tới đánh vào dương thanh huyền ánh kiếm trên ẩm ẩm ồ dương thanh huyền trong mắt trợn to khá là giật mình này bạch y công tử kiếm ý hết sức kỳ lạ tựa hồ là loại ghê gớm kiếm pháp hai người lẫn nhau chém một chiêu kiếm sau liền cũng vậy tách ra mỗi bên lùi lại mấy bước đặc biệt là cái kia bạch y công tử kiên kỵ nhìn dương thanh huyền vài lần sau đó hai người đồng thời mong hướng thiên không ngàn trượng trên cao không chẳng biết lúc nào có thêm bảy người đang quan sát bọn họ bảy người kia cũng vậy trao đổi ánh mắt giữa hai lông mày tựa hồ không quen nhưng lại rất nhiều do dự ở cổ bên trong chiến trường gặp gặp nhân loại thường thường so với gặp phải hoang thú còn nguy hiểm hơn cái kia một người cầm đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, ngưng tiếng nói, các ngươi ở đây làm cái gì? Thần thái kia, giống như kẻ bề trên ở xem kỹ hạ vị giả giống như vậy, kiêu căng không kém. Dương Thanh Huyền lườm hắn một cái, đối với bảy người ngoảnh mặt làm ngơ, kiếm chỉ cái kia Bạch Y công tử, nói, thanh vân chi trả lại cho ta. Bạch Y công tử không cam lòng yếu thế, bảo kiếm đưa ngang trước người, cao giọng nói, cái kia thanh vân chi là ta lấy trước được, ngươi người này vô lý. Dương Thanh Huyền nổi giận mắng, Rõ ràng là ta phát hiện trước, con mẹ nó ngươi, còn muốn mặt sao?" Bạch Y công tử nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi làm sao có thể chứng minh là ngươi phát hiện trước, ngươi nếu phát hiện, vì sao không có lấy đến, lại bị ta cái thứ nhất lấy được. Bảy người kia vừa nghe Thanh Vân Chi, đều là trong mắt sáng ngời. Tuy rằng thương hội đối với Thanh Vân Chi giá thu mua không cao, nhưng vật này trực tiếp dùng, có thể tăng tiến công lực, nếu không có thực sự nghèo đến điên rồi, bình thường sẽ không cầm bán ra cái kia người cầm đầu nhất miệng nở nụ cười nói nguyên lai có thanh vân chi thiên tài địa bảo người gặp có phần sáu người khác cũng là đều là bắt đầu cười hắc hắc bảy người cùng từ không trung bay xuống đem hai người vây nhốt bọn họ đã sớm nổi lên giết người cướp của tâm chỉ là có chút do dự không quyết định dưới cái nhìn của bọn họ cái kia bạch y công tử mi thanh mục tú một thân sạch sẽ tuy rằng áo bào trắng cùng thắt lưng ngọc đều có chút cũ nhưng khí chất đó vừa nhìn chính là tông môn tử đệ trên người hơn nửa có thứ tốt chỉ là trong tay cái kia cổ đồng sắc nguyên khí kiếm liền có giá trị không nhỏ dương thanh huyền càng là thiếu mất một cái cánh tay tuổi lại nhẹ vừa nhìn chính là dễ khi dễ loại hình hơn nữa hai người cũng chỉ là nguyên võ hậu kỳ tu vi bọn họ bảy người có sáu tên nguyên võ hậu kỳ cao thủ người cầm đầu càng là nguyên võ đại viên mãn tồn tại giờ khắc này vừa nghe có thanh vân chi càng là kiên định quyết tâm cũng vậy trao đổi một hồi tâm thần nhất thời tâm lĩnh thần hội bay rơi xuống đem đường đi của hai người tất cả đều phá hỏng bạch y công tử kiếm thế vừa thu lại tại bên người múa một vòng hóa ra một đạo kiếm hoàn cảnh giác nói các ngươi làm cái gì cái kia người cầm đầu cười nói chớ sốt sắng dựa theo cổ chiến trường quy củ thiên tài địa bảo người gặp có phần chúng ta chỉ cần phân bảy phần là tốt rồi bạch y công tử lãnh đạm nói thanh vân chi chỉ có một viên làm sao chia đừng vội cố tình gây sự bằng không đừng trách ta trong tay ai ca vô tình cái kia đồng thao cổ kiếm kiếm tên ai ca người cầm đầu sắc mặt trầm xuống sát khí tóe lên lạnh giọng nói cái kia ngươi chính là không tuân theo quy củ tự trách mắng ta nhóm cũng không tuân theo quy củ sáu người khác đã sớm tâm lĩnh thần hội đợi hắn tiếng nói vừa dứt liền trong nháy mắt ra tay lục đạo chân khí nổi lên thẳng tiếp dẫn động không gian biến hóa hơn nữa sáu người phương hướng công kích tất cả đều là tên kia nam tử mặc áo trắng ẩm ẩm còn chưa ra tay nam tử mặc áo trắng trên người chân nguyên đã bị đè ép bạo nổ mở sức mạnh to lớn thế như chảy tre Thành thế bài sơn đảo hải mà đến, muốn nghiền nát tất cả. Kế hoạch của bọn họ chính là 6 người đối phó nam tử mặc áo trắng. Cái kia cầm đầu nguyên võ cảnh đại viên mãn đối phó Dương Thanh Huyền, phải một đòn giết chết, có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực. Dương Thanh Huyền vẫn lạnh lùng nhìn, cái kia người cầm đầu vừa dứt lời, còn chưa ra tay, hắn liền trước tiên di chuyển, bắt giặc phải bắt vua trước, một chiêu kiếm cấp tốc vô cùng chém tới. Không trung tuôn ra cường đại hỏa văn, một chiêu kiếm bên dưới chém ra hơn 20 đạo hỏa diễm, kèm theo kiếm khí khoảnh khắc mà tới. Cái kia người cầm đầu nguyên vốn còn muốn tiên phát chế nhân, dưới sự kinh hãi, không nghĩ tới bị người tiên phát. Hơn nữa cái kia một chiêu ba ngàn nghiệp hỏa, không chỉ có ác liệt dị thường, còn nghĩ hắn hết thảy toàn bộ đường lui đóng kín, toàn bộ cảm quan bên trong thế giới, chỉ có đầy trời kiếm khí cùng hỏa diễm. Liệt nhật đốt hải quyết, cái kia người cầm đầu kinh hãi bên dưới, vội vàng thôi thúc bổn mạng của mình công pháp, dưới song trường hóa thành ra một đoàn liệt nhật, gào thét hướng về kiếm khí kia đánh tới ầm ầm hai cổ lực lượng cường đại nổ ra hai người tu luyện đều là hệ hỏa công pháp trăm nghìn đạo hỏa diễm bắn ra bốn phía dương thanh huyền vốn định lại bổ một chiêu kiếm đi qua cướp công bên dưới áp chế đối phương xác suất rất lớn như nam tử mặc áo trắng kia chịu đến sáu người giáp công chắc chắn phải chết hắn vô tâm đánh lâu dự định toàn thân trở ra giữa lúc hắn cuối cùng thả người nhảy lên muốn rời đi thời điểm lại đột nhiên ngốc trệ chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia ở sáu người giáp công hạ, không chỉ có không chết, còn chém đứt đối phương một đầu của người ta, giờ khắc này đang dùng quỷ dị kia kiếm pháp, cùng còn dư lại năm người dây dưa. Kiếm pháp đó cũng nhanh cũng chậm, cũng nhu cũng vừa, cũng tròn cũng gãy, bất cứ lúc nào đều đánh ra ngược lại hai loại kiếm thế, làm người không thể phỏng đoán, đồng thời đè nén khó chịu, tựa hồ mỗi một kiếm đều có chính mình vận hành thời không, không ở một cái trên bình diện tự như. Giờ khắc này cái kia người cầm đầu cũng từ ngọn lửa trong dư âm vọt ra vừa nhìn phía trước chiến đấu cảnh tượng cũng không khỏi ngây dại coi như là nguyên võ cảnh đại viên mãn không có khả năng từ sáu người liên thủ một đòn dưới trốn ra được chứ hắn là làm sao làm được trong lòng mỗi người đều là tràn ngập nghi vấn dương thanh huyền vẻ mặt trở nên nghiêm túc lần thứ hai lấy ra kiếm đến một chiêu ba ngàn nghiệp hỏa liền chém bay hướng về cái kia vì đó người nếu nam tử mặc áo trắng có thể kéo ở sáu người kia Hắn liền có thời gian đem này vì đó người đánh giết. Lúc này sử xuất toàn lực, đáng sợ hỏa diễm kiếm khí từ Nam Minh Ly Hỏa kiếm trên nổ bắn ra đến, cuốn lên từng đạo từng đạo vòng xoáy, cuồng kích mà lên. Ẩm, ẩm, ẩm. Giờ khắc này khoảng cách của hai người cách xa nhau khá xa, cái kia vì đó người có phản ứng thời gian, không muốn cùng hắn liều mạng, vội vàng lui về phía sau đi. Dương Thanh Huyền không tha thứ, một chiêu kiếm sau khi, bóng người loáng một cái, liền đuổi theo người kia chém tới. Rầm 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 mảng lớn ngày quan cây bị kiếm khí chém nát bốn phía tất cả đều là hỏa diễm tạc liệt âm thanh mảng lớn đất hoang trên sinh ra đống đống hỏa đến như một lùm tùng màu đỏ thẫm kinh cức dừng tay mau dừng tay người kia bị dương thanh huyền bức bốn phía loạn trốn một trận luống cuống tay chân hơn nữa nội tâm uất ức cực kỳ nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình nguyên võ đại viên mãn tu vi có thể nghiền ép đối phương nhưng không nghĩ hoàn toàn rơi xuống hạ phòng hắn trong cơn giận dữ liên tục mấy lần ra tay cùng kiếm khí kia va chạm mấy lần không chỉ có không thể xoay chuyển xu hướng suy tàn trái lại còn bị thương nhẹ đồng thời trong lúc vô tình thoáng nhìn xa xa cái kia vây công nam tử mặc áo trắng năm người lại chết một cái chỉ còn dư lại bốn người hắn một hồi sợ run tim mất mật bên trong tim run rẩy nói hai người này là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có biến thái như vậy nguyên võ hậu kỳ hơn nữa giáng dấp tuổi trẻ xa lạ như vậy ngay sau đó triệt để không còn chiến ý cao giọng nói dừng tay hai vị mau dừng tay. tại hạ dịch hùng ở hư thiên thành cũng hơi có chút danh mỏng, có mâu thuẫn gì ân oán, chúng ta bình tĩnh lại tâm tình cố gắng đàm luận, không muốn đánh đánh giết giết. xa xa vây công nam tử mặc áo trắng bốn người từ lâu chiến ý hỏng mất, một người kêu khóc nói: dịch hùng đại nhân nhanh tới cứu chúng ta. À? bốn người bọn họ dĩ nhiên tất cả đều rơi vào nam tử mặc áo trắng kia trong kiếm thế thoát không xuất thân đến, hoàn toàn chỉ còn dư lại sức chống cự, hơn nữa trên người không ngừng bị thương ngay lúc sắp kháng không được bao lâu. Dịch Hùng tâm trạng lạnh lẽo, hét lớn, hai vị huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ a. À. Nhưng đáp lại hắn, như là vô biên nghiệp hỏa, trung gian là hừng hực kim quang, phảng phất có kỳ lân ở trong ngọn lửa rít gào, đạp phá hoang nguyên, kèm theo kiếm khí kéo tới. Ầm, Dịch Hùng một chiêu liệt nhật đốt hải, cùng kiếm khí kia va chạm, trong cơ thể kinh mạch bị đánh nát không ít, liên tiếp lui về phía sau. Hắn chợt cắn răng một cái, dựa vào cái kia lùi về sau tư thế, trực tiếp điều đầu xoay người chạy. Dương Thanh Huyền lần thứ hai một chiêu kiếm đuổi theo, toàn bộ không gian đều vặn vẹo lại đây, hóa thành kiếm khí bão táp, hướng về cái kia dịch hùng cuốn tới. Âm âm âm, vô số gỗ vụn cát đá toàn bộ cuốn lên, nhưng trong nháy mắt bị kiếm khí kia xoắn thành bột mịn, trình hoàn toàn u ám bão táp, đuổi chém đi. Như này dịch hùng liều mạng tựa như điên cuồng bay, tùy ý kiếm khí kia phong bạo chảm đánh ở trước người, liều lĩnh trốn. Mấy cái lên xuống hạ, liên chạy ra khỏi dương thanh huyền phạm vi công kích trực tiếp hóa thành một vệt sáng liền biến mất ở phía chân trời còn dư lại bốn người gặp đầu lĩnh chạy tại chỗ liền sợ choáng váng từng cái từng cái cầu khẩn tha mạng a đều là cái kia dịch hùng ra chủ ý chúng ta đều là bị uy hiếp nam tử mặc áo trắng kia nơi nào quản này rất nhiều chỉ lo xuất kiếm tựa hồ đắm chìm trong một loại tuyệt vời kiếm ý hạ thậm chí đều không nghe thấy bọn họ cầu xin dương thanh huyền thu kiếm mà đứng xem xét tỉ mỉ nam tử mặc áo trắng kia kiếm pháp trên mặt sệt qua kinh sắc như có điều suy nghĩ cao mày nam tử mặc áo trắng quanh thân ở kiếm kia ý nghĩ hình thành một đạo kỳ diệu kết giới không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại quy tắc có kéo dài không dứt vô cùng vô tận tâm ý gì một người mi tâm bị kiếm khí đâm trúng bạo nổ ra máu lui về phía sau ngã trên mặt đất khí tuyệt ba người khác oa quát to một tiếng triệt để sợ vỡ mật phân biệt hướng về ba phương hướng bỏ chạy gì sì sì Nam tử mặc áo trắng xuất liên tục ba kiếm, có chậm có gấp, lệnh người không thể nào hiểu được chính là cái kia chậm kiếm trái lại tới trước, khoái kiếm trái lại càng sau. Ba người kia còn chưa thoát đi bao xa, đã bị kiếm thế chém chúng, trực tiếp cắt thành hai đoạn, té xuống đất chết rồi. Nam tử mặc áo trắng rồi mới từ trong kiếm ý phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bên trong một mảnh thần thái sáng ngời, tựa hồ đối với kiếm pháp của chính mình khá là thỏa mãn. Ai ca ở trên không bên trong huy vũ mấy lần, liền đưa ngang trước người cảnh giác nhìn chằm chằm dương thanh huyền lạnh giọng nói tiếp tục cố tình gây sự xuống sáu người này chính là kết cục dương thanh huyền không nói gì nói là ngươi cố tình gây sự hay là ta cố tình gây sự thanh văn chi đem ra ta không nói hai lời liền đi nam tử mặc áo trắng suy nghĩ một chút đột nhiên mặt mày cong lên ta ta nở nụ cười nói vừa nãy nhân lúc ngươi không chú ý thời điểm ta đã ăn hết dương thanh huyền cả giận nói ngươi cho rằng ta sẽ tin sao nam tử mặc áo trắng tủng hạ vai ánh mắt liếc nhìn chỗ hắn nói theo ngươi rồi thích tin hay không ngược lại ta đã ăn a à, hắn còn há mồm ra để dương thanh huyền nhìn dương thanh huyền nam tử mặc áo trắng đang đắc ý đột nhiên biến sắc mặt ánh mắt đảo qua cái kia sáu bộ thi thể cả kinh nói ngươi nhanh lấy ra hắn trường kiếm chỉ tay dương thanh huyền cả giận nói bọn họ nhẫn chứa đồ từ đây dương thanh huyền khẽ mỉm cười tương tự tủng hạ vai nói ta nào có biết, ngươi đã không muốn lấy ra thanh vân chi, cái kia cũng cho quà. Liền như vậy cáo tử, nói, liền bóng người lóe lên, hóa thành lưu quang mà lên. Đừng chạy. Nam tử mặc áo trắng sốt sắng, ai ca chém một cái, một đạo kiếm khí hoành bổ tới, nhưng đã quá muộn, liền ngay cả Dương Thanh Huyền tàn ảnh chưa từng bổ chúng. Dương Thanh Huyền đã nhảy vào trời cao, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười dài đi. Tuy rằng làm mất đi Thanh Vân Chi, nhưng hắn nhân lúc nam tử mặc áo trắng thời điểm chiến đấu đã đem những thi thể này đều vơ vét một lần, được sáu cái chữ vật giới tử cùng mười mấy túi chữ vật, nói thế nào cũng đáng. Nam tử mặc áo trắng tức giận thẳng dậm chân, cả giận nói, ta rồi sẽ tìm được ngươi. Dương Thanh Huyền bay 20, 30 dặm, liền ngừng lại, bay xuống ở trên một cây đại thụ, trong đầu nhớ lại nam tử mặc áo trắng kia kiếm pháp, tự nói, có hay không tương sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp hương khuynh, kiếm pháp này rất là không đơn giản, có cơ hội nhất định phải lại lĩnh giáo một phen. Chỉ là, người này ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài, tựa hồ võ hồn cũng không đơn giản, trước sáu người kia liên thủ một đòn, hắn là như thế nào tránh khỏi. Tất nhiên cùng võ hồn có quan hệ, người nọ là một nhân vật nguy hiểm. Dương Thanh Huyền lập tức liền cho nam tử mặc áo trắng làm phán đoán, có thể lấy một địch sáu, đánh giết cùng cấp, người như vậy thấy thế nào cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn đem cái kia chút nhẫn chứa đồ tử cùng túi chứa đồ dọn dẹp hạ, lại được đến hơn 10 vạn linh thạch, lúc này mới hài lòng, hướng về xa xa bay đi, tiếp tục tìm cái kia thanh vân chi. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm phía dưới hoang dã, nhìn một hồi. Sau đó tay lấy ra gia thú đến, ở trên không bên trong triển khai, dưới so sánh, này trên gia thú vẽ địa hình, dĩ nhiên có một bộ phận chính là trước mắt đất hoang. Thú vị. Dương Thanh Huyền nhìn kỹ xuống đất đồ, minh xác chỗ ở mình vị trí, mặt trên còn vẽ mấy cái ký hiệu địa phương, có dấu gạch chéo đỏ, lục xiên, cùng với một chút màu vàng kim đánh dấu. Đỏ nên đại biểu nguy hiểm, xanh nên đại biểu an toàn còn này màu vàng chẳng lẽ là bảo vật dương thanh huyền nhìn chằm chằm bản đồ kia trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng lạnh cái kia bảo vật nơi cách nơi này không biết bao xa nhưng lưu lại nơi này loanh quanh cũng không tìm được thanh vân chi không bằng đi thử vận may dương thanh huyền thu hồi địa đồ lập tức hướng về cái kia trong bản vẽ thị phương hướng bay đi dọc theo đường đi trái lại để hắn gặp phải vài miếng ngày quan rừng cây góp nhặt hai viên thanh vân chi đồng thời chém giết hai đầu nguyên võ hậu kỳ yêu thú sau 5 ngày, rốt cục đạt tới trên bản đồ kia chỉ vị trí, càng là hoàn toàn hoang lương hẻm núi lớn. Hắn đang do dự có muốn hay không xuống, đột nhiên trên bầu trời lại bay tới ba bóng người, rơi ở phía xa, đều là giật mình cùng kiên kỵ theo dõi hắn. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, làm sao cũng có bảo đồ. Một người trong đó không nhịn được quát hỏi, mắt lộ ra hung quang. Hai người khác cũng đều là chân khí ở bên ngoài thân lưu chuyển, bất cứ lúc nào muốn động thủ. Bảo đồ, ngươi nói cái này, Dương Thanh Huyền trực tiếp đem địa đồ lấy ra đến, ở trên không bên trong triển khai. Ba người kia mở to hai mắt, vừa nhìn bên dưới đều là giật mình không thôi, cùng quát lên, ngươi này bảo đồ ở đâu ra? Dương Thanh Huyền trả lời thành thật nói, ở một bộ thi thể trên nhặt. Ba người sững sờ, có chút không tin dáng vẻ, nhìn nhau mấy lần, tựa hồ có hơi bất bí bất định chú ý, thần sắc trên mặt bất nhất. Một người trong đó nói, đại ca, nếu đã tới nơi đây, tự nhiên không cho phép người khác chia một chén canh. Chúng ta trước đem tiểu tử này diệt trừ. Đại ca kia trên mặt do dự bất định, hắn là nguyên võ hậu kỳ tu vi, nhưng hai người huynh đệ cách nghĩa đều chỉ có nguyên võ trung kỳ. Tuy rằng Dương Thanh Huyền gãy một cánh tay, nhưng này thong dong không sợ khí chất, để hắn có chút không hạ nổi quyết tâm. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa lại bay tới một người, cả người đều quấn ở một tầng huyễn quang bên trong, không thấy rõ hình dáng, dường như một đoàn thuần trắng hoa tuyết lơ lửng mà xuống. Đoọng quang rơi trên mặt đất, lập tức hóa ra một đạo thân ảnh màu trắng là ngươi. Thân ảnh màu trắng kia cùng Dương Thanh Huyền đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn nhau. Tốt, không phải oan gia không tụ đầu. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Thân ảnh màu trắng kia chính là lúc trước cầm hắn thanh vân chi nam tử mặc áo trắng, trên mặt sắc khí đồng thời, ai ca kiếm liền hóa ra một đạo xanh thẳm ánh sáng, đánh tới. Dương Thanh Huyền biết hắn kiếm pháp lợi hại, không dám bất cẩn, lấy ra đấu quỷ thần, lấy cực nhanh kiếm thế chém tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người một cái nháy mắt, liền ngay cả đánh ba kiếm tất cả đều là duy trì khoảng cách nhất định lấy dò xét tính chiêu thức đánh tới không dám quá đáng thâm nhập giữa lẫn nhau đều nhất định có kiên kỵ dương thanh huyền cười lạnh nói ta còn không có tìm ngươi muốn thanh vân chi đây ngươi đã có mặt nam tử mặc áo trắng cáu giận nói cái kia thanh vân chi vốn là ta cái kia chút chứa đồ nguyên khí cũng là của ta nhanh trả lại cho ta nói lại nâng kiếm chém tới quỷ dị kia kiếm thế ở trên không bên trong diễn biến mỗi một kiếm đều kèm theo hiệu quả trái ngược xuất hiện có hay không tương sinh khó dễ phối hợp dài ngắn so sánh cao thấp tướng khuynh lệnh người không thể dự đoán dương thanh huyền đem hạo nhiên kiếm khí múa gió thổi không lọt lấy bất biến ứng vạn biến đảm nhiệm nam tử mặc áo trắng kia làm sao biến hóa hắn trước sau sung sướng như gió bảo vệ chỗ hiểm quanh người hai người đánh một trận tựa hồ khó phân cao thấp nhưng đứng ở một bên ba người triệt để nhìn choáng váng đáng sợ kia kiếm ý hướng về bốn phía khuấy động mở chỉ là kiếm khí áp bức, bọn họ liền cảm thấy vạn phần khó chịu, lui 20, 30 trượng. Ba người đều là sắc mặt trắng bệch, sống lưng bốc lên mồ hôi lạnh đến, tất cả đều vui mừng vừa nãy không có động thủ, bằng không hiện tại mộ phần đầu đã cỏ dài. Nam tử mặc áo trắng công một trận, phát hiện làm sao đều phá không mở cái kia hạo nhiên kiếm khí, trong lòng không khỏi cũng có chút khâm phục, kêu lên, ta muốn chém chúng ngươi, ngươi cẩn thận rồi. Dương Thanh Huyền trong lòng không tên hơi động, chẳng biết vì sao Nam tử mặc áo trắng kia nói như vậy nhẹ. Hắn dĩ nhiên liền tin, hơn nữa vững tin không thể nghi ngờ cho rằng tiếp theo kiếm nhất định sẽ chém chúng chính mình. Ngay sau đó vội vàng một chiêu kiếm đãng xuất, khó được lần công kích thứ nhất, đem ai ca kiếm đánh bay, kêu lên, chậm đã, ngươi làm sao cũng tới này, không cảm thấy quái lạ sao. Nam tử mặc áo trắng cau lại hạ lông mày, thu hồi kiếm đến, vẫn chưa công kích nữa, sắc mặt có chút khó coi, nói, ngươi cũng là căn cứ bảo đồ tới. Nói, hắn cũng tay lấy ra đồ đến, cùng Dương Thành Huyền trong tay không khác nhau chút nào. Mặt khác ba người kia hơi thay đổi sắc mặt, cũng đồng dạng tay lấy ra đồ, không chỉ có mặt trên biểu thị giống như đúc, liền ngay cả bản đồ bằng da đều là giống nhau, hiển nhiên xuất từ cùng một địa phương. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt khó coi, giữa hai lông mày mơ hồ có chút tức giận, cắn răng nói, "Được lắm Thiên Nhãn Thông, càng dám gạt ta." Mặt khác ba người kia đồng dạng cả kinh nói, "Ngươi bản đồ này cũng là Thiên Nhãn Thông cái kia mua." nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn dương thanh huyền nói ngươi cũng là dương thanh huyền lắc đầu nói ta không quen biết cái gì thiên nhãn thông ta đây là từ một bộ thi thể trên lật đi ra một đồ nhiều bán thì cũng chẳng có gì không phải là rất bình thường sao cái kia thiên nhãn thông nói thế nào có phải là có bảo vật gì nam tử mặc áo trắng trầm ngâm một chút nói có người nói này bên trong cốc có hoang tộc lưu lại bảo tàng hoang tộc bảo tàng dương thanh huyền trong mắt sáng ngời hướng về cái kia hẻm núi nhìn tới hùng vĩ vô biên kéo dài hướng về phương xa phẳng phất không có tận đầu giống như là nằm ngang ở cả vùng đất vết nứt nam tử mặc áo trắng đi tới bên bờ tương tự nhìn mấy lần nói nơi đây hoang khí rất nặng năm đó hẳn là hoang tộc trọng yếu căn cứ địa nói không chắc thật sự có bảo tàng dương thanh huyền cười nói ngàn vạn lần chớ bị tham tài mắt nếu thật sự có này chuyện tốt cái gì đó thiên nhãn thông không đích thân đến được muốn đem bảo đồ bán cho các người Ba người kia bên trong tên kia nguyên võ hậu kỳ võ giả nói rằng, này cũng không nhất định, thiên nhãn thông chỉ là tin tức linh thông mà thôi, thực lực cũng không cường. Không chắc chắn đoạt bảo, đem địa đồ khuếch tán bán, cũng có thể kiếm lời không ít. Hắn có chút nhức nhối bộ dạng, nói, tấm bản đồ này, như là ta hao tốn 50.000 linh thạch trung phẩm mua được. Cái gì? 50.000? Nam tử mặc áo trắng biến sắc mặt, cái kia phấn trắng khuôn mặt một hồi biến thành tái nhợt, bị lửa giận tràn ngập làm người sợ hãi sát khí từ trên người nổ bắn ra đến, thiên nhãn thông, chết tiệt, dĩ nhiên thu ta 80 ngàn. Bản công tử sau khi trở về, nhất định phải đưa ngươi lột ra. Dương Thanh Huyền thấy hắn tâm tình có chút không được, an ủi, đừng động mấy vạn, nói không chắc thật sự có bảo tàng đây. Nếu đã tới, chúng ta đi đi xuống xem một chút đi. Ta nhìn này bên trong cốc không ít cây cối, cố gắng ta thu thập thanh vân chi nhiệm vụ cũng có thể ở phía dưới hoàn thành. Nam tử mặc áo trắng nhìn chằm chằm hẻm núi nhìn một hồi, Cắn răng nói, "Được." Lúc này hai người hóa thành lưu quang, hướng về cái kia trong cốc kích bắn đi. Ba người khác cũng vậy nhìn xuống, cũng đều gật gật đầu, theo đuôi phía sau, đi theo. Hẻm núi cực kỳ rộng lớn, có thật dày mây mù bồng bềnh trong đó, không nhìn thấy đáy. Năm người bay hạ xuống sau, chỉ thấy bên trong có mảng lớn màu xanh lục thảm thực vật, tựa hồ bên trong thung lũng ẩn chứa cực cao lượng nước. Năm người dọc theo thung lũng kia kẽ hở phương hướng, bay sau một lúc, đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi khu vực không khỏi một hồi mắt choáng váng. Cái kia rộng rãi trên khu vực, từ lâu tụ tập hơn trăm người, đều là nhân thủ nâng một tờ bản đồ. Nam tử mặc áo trắng mặt càng tái rồi, hơn nữa ánh mắt quét xuống một cái, dịch hùng cũng ở trong đám người, đồng thời phát hiện bọn họ, hoảng sợ hướng về xa xa tránh ra. Dương Thanh Huyền không nhịn được cười nói, ha ha, cái kia thiên nhãn thông lần này kiếm bộn rồi, ít nói điểm 5 triệu linh thạch là có. Nam tử mặc áo trắng mạnh mẽ nộ nguyết hắn một cái. Dương Thanh Huyền thu lại nụ cười, bốn phía quan sát, kinh ngạc phát hiện, nơi đây đích xác có chút thành tựu, ở rộng lớn mặt đất cùng trên vách đá, khắp nơi đều có kiến trúc dấu vết. Một ít to lớn cột nhà ngã trên mặt đất, mặt trên còn có mỗi bên loại điêu lương họa bích, nhưng đã sớm bị phong hóa hoàn toàn thay đổi, không thể phân biệt. Cái này cũng là mọi người biết rõ bị lừa, còn tiếp tục lưu lại ở đây nguyên nhân. Tuy rằng thiên nhãn thông một đồ nhiều bán, nhưng những di tích này có thể đều là thật, hay là thật sự có bảo tàng ở đây cũng khó nói lần trước vân tháp hắc vĩnh chính là ở đây tìm được cổ bảo chiến thiên kích bán một triệu linh thạch trung phẩm thật hắc cái kia chiến thiên kích uy lực cực lớn tục truyền là bị hư thiên thành thành chủ con trai phượng huy mạnh mẽ mua đi cái kia chiến kích phóng tới phía ngoài lời chí ít giá trị 8 triệu trở lên có một triệu là tốt lắm rồi đừng oán trách bán cho cái khác thương hội phòng trừng cũng gần như giá cả nếu như ta cũng có thể tìm tới một cái cổ bảo là tốt rồi liền có thể an tâm tu luyện trực tiếp đột phá tới đất cảnh mau mau ly khai địa phương quỷ quái này. Bốn phía võ giả đều ở đây mùng năm miệng mười nghị luận, cũng không có thiếu nguyên võ đại viên mãn tồn tại, thậm chí có những người này đã tóc hoa dâm, mặt mũi nhăn nheo, không biết bao nhiêu tuổi. Những thứ này đều là kẹt ở nguyên võ đại viên mãn đỉnh cao, vài chục năm cũng không có thể đột phá tồn tại, đều gửi hy vọng vào mỗi bên loại khả năng xuất hiện cơ duyên, nếu không thì mãi mãi không có hy vọng ly khai hư thiên thành. Dương Thanh Huyền cũng bốn phía lật nhìn hạ, suy đoán ra nơi đây ở sâu xa trước, Chắc có một bộ tộc ở lại, còn có hay không có bảo vật, liền thật sự trời mới biết. Bỗng nhiên có người đại kêu một tiếng, Thiên Nhãn Thông. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú tới, ở một khối đại trên tảng đá, đứng cạnh một tên gầy nhỏ ông lão, ngoại hình hơi khô luyện, ăn mặc phục trang đẹp đẽ, trên tay mang theo mấy cái bảo thạch giới tử, nở nụ cười bên dưới, còn có Kim Nha. Ngươi còn dám tới?" Một người hét lớn một tiếng, lửa giận cùng sát khí tuôn ra đem cái kia thiên nhãn thông bọc lại. Còn lại người cũng đều trong nháy mắt bạo giận lên, sắc khí như biển, như sóng to gió lớn quyển đi lên. Giết hắn đi, bác lão già này ra dán sát trên vách đá. Bảo tàng đây, như là không nói ra được bảo tàng ở chỗ đó, ngày này sang năm, sẽ là của nguyên ngày rỗ. Mỗi bên loại tiếng giống giận dữ vang lên, nam tử mặc áo trắng nguyên bản cũng nộ trên xung quanh lông mày, muốn đi tới đòi cái công đạo. Nhưng đòi lẽ phải quá nhiều người, hắn chen đều không chen vào được, không thể làm gì khác hơn là đứng bên ngoài mặt. Thiên Nhãn Thông cả người run run hạ, vội vàng giang hai tay ra, ra hiệu mọi người im lặng, nói, "Chớ ồn ào, chớ ồn ào, mọi người hãy nghe ta nói." Một tên nguyên võ đại viên mãn ông lão cao giọng nói, "Mọi người tất cả chớ ồn ào, nghe một chút hắn giải thích thế nào, như là không thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay mượn hắn tế đao." Mọi người lúc này mới yên tĩnh lại. Thiên Nhãn Thông cười hắc hắc hai tiếng, nói, "Quãng thời gian trước Vân Tháp Hắc Vĩnh ở đây phát hiện một cái cổ bảo chiến thiên kích chuyện, so với mọi người cũng đều biết đi. Nay kiện cổ bảo bị hư thiên thành thành chủ con trai, Phượng Huy đại nhân thu đi tới. Tên kia nguyên võ cảnh đại viên mãn ông lão cau mày nói, có một cái cổ bảo phát hiện, chưa chắc đã có bảo tàng, như là ở đây đào không ra bảo tàng lời, ngươi sẽ chờ lột ra chóc thịt đi. Thiên nhãn thông hắc tiếng nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội a, à, ta lời còn chưa nói hết đây. Trên thực tế, cùng chiến thiên kích một đạo bị phát hiện, còn có một phần hoang tộc công pháp gọi là hoang thiên quyết dương thanh huyền trong lòng hơi động giật mình không nhỏ có người đột nhiên cả kinh kêu lên chẳng lẽ là hoang tộc công pháp mạnh nhất hư vô hoang thiên quyết thiên nhãn thông gật gật đầu cười hắc hắc nói bộ này trải qua quyết trên thực tế là do hai bộ công pháp tạo thành hư vô quyết là hơn hoang thiên quyết vì là hạ phượng huy đại nhân lấy được chỉ là nửa phần sau mà thôi người kia lại nói tục truyền hư vô hoang thiên quyết tựa hồ đang một cái nào đó đại lục từng xuất hiện nhưng manh mối quá mức mờ mịt, sợ là rất khó tìm. Thiên nhãn thông khen, vị bằng hữu này xem ra đối với hoang tộc việc rất quen a. À. Hư vô hoang thiên quyết xác thực tại những khác đại lục từng xuất hiện. Chỉ có điều loại công pháp này nhân tộc cũng không thích hợp tu luyện, vì lẽ đó từ từ cũng là thất lạc. Phượng Huy đại nhân được hoang thiên quyết sau, nghiền ngẫm đọc bên trong công pháp trải qua quyết, cho rằng bộ công pháp kia kinh thiên vĩ địa, như là liền như vậy thất truyền lời, quá mức đáng tiếc. Liên Phượng Huy đại nhân, trái lo phải nghĩ bên dưới, quyết định bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia. Tất cả mọi người là giật mình không nhỏ, mơ hồ cảm thấy chuyện này sau lưng, tựa hồ còn cùng Hư Thiên Thành phủ thành chủ có quan hệ. Hư Thiên Thành phủ thành chủ cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ, càng là quản hạt toàn bộ Hư Thiên cổ chiến trường. Người ở tại chàng hoàn toàn kiên kỵ, đối với Thiên Nhãn Thông tức giận cũng dần dần trừ khử lại đến, không còn gọi đánh tiếng kêu giết thanh âm. Cái kia nguyên võ cảnh đại viên mãn lão giả nói, chỉ có nửa phần sau, tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề sao thiên nhãn thông liếc mắt nhìn hắn cười nói vấn đề đương nhiên là có hơn nữa này nửa bộ hoang thiên quyết còn không hoàn chỉnh vậy do mượn phượng huy đại nhân thông minh tài trí muốn bù đắp công pháp cũng không phải việc khó điểm khó khăn nhất tất cả mọi người nên rõ ràng đó chính là hoang thân thể không có hoang thân thể căn bản là không có cách tu luyện hoang tộc công pháp bằng không nhẹ thì trọng thương kinh mạch tẩu hỏa nhập ma nặng thì trực tiếp bỏ mình một người hỏi nếu biết vì sao còn phải tu luyện thiên nhãn thông vuốt dâu chậm rãi nói rằng liên phượng huy đại nhân bái phóng rất nhiều danh gia ẩn sĩ tìm kiếm đột phá phương pháp rốt cục ở một vị cao nhân cái kia chiếm được một loại bí pháp có thể để nhân tộc tu luyện hoang tộc thần thông đó chính là ở trong người tu luyện ra hoang đàn tất cả mọi người là kinh hãi một người nói nay chẳng lẽ không phải cùng hoang thú một loại thiên nhãn thông gật đầu nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng dù sao nhân tộc có tự thân ràng buộc rất khó thích ứng hoang đan tồn tại lúc này Vị cao nhân kia lại nghĩ ra một cái cực kỳ xảo diệu biện pháp, có thể bên trong cùng hoang đan đối với thân thể thương tổn, bên kia là ngưng luyện trăm khiếu đan. Cái kia Nguyên Võ cảnh đại viên mãn ông lão cau mày nói, "Này trăm khiếu đan tốt tên cổ quái, làm sao chưa từng nghe qua, nên làm gì ngưng luyện thì có ích lợi gì?" Thiên Nhãn Thông cười hắc hắc vài tiếng, ánh mắt ở trên người mọi người điểm quá, chậm rãi nói, "Này trăm khiếu đan mà, tên như ý nghĩa, một khiếu thông, trăm khiếu thông, có thể mang hoang khí đối với thân thể ăn mòn." hoàn toàn chống đỡ hạ xuống, còn ngưng luyện phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm 100 vị nguyên võ cảnh võ giả, lấy ra tinh huyết của bọn họ cùng hồn phách, dung hợp lại cùng nhau là có thể luyện thành. Dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh, liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe. Đồng thời mọi người chỉ cảm thấy bên trong cốc gió lạnh thê lương thê lương, không có từ trước đến nay liền toàn thân lạnh cả người, tay chân lạnh lẽo. Tên kia nguyên võ cảnh đại viên mãn ông lão, sắc mặt dần dần đen kịt lại, mở miệng nói Thiên Nhãn Thông, ngươi vừa nói cái gì, có ý gì? Thiên Nhãn Thông cười khan mấy tiếng, thanh âm kia giống quỷ tựa như, vì lẽ đó, Phượng Huy đại nhân để ta an bài lần này tầm bảo, đem mọi người triệu tập lại đây, vì là luyện chế trăm khiếu đan làm điểm cống hiến. Một người cả giận nói, Thiên Nhãn Thông, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Muốn bắt chúng ta hơn trăm người luyện đan, người đi mà nằm mơ à? Phượng Huy đây, để hắn đi ra gặp chúng ta. Tên còn lại cười lạnh nói, coi như Phượng Huy thật sự có này âm hiểm ý nghĩ, hắn dám làm này loại mạo thiên hạ sai lầm lớn chuyện sao. Lại một người nói, trừ phi Phượng Dương Thu thành chủ cũng tham dự việc này, vận dụng hư thiên thành sức mạnh, bằng không Phượng Huy có năng lực gì, có thể luyện hóa chúng ta hơn trăm người. Hừ, một khi hư thiên thành tham dự chuyện này lời, tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến thời điểm Phượng Dương Thu tự thân tính mạng đều e sợ khó giữ được. Thiên nhãn thông cười nói, ha ha, chư vị lo xa rồi, nếu phượng huy đại nhân thiết kế để mọi người tới đây tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị chắc chắn sẽ không lưu lại một người sống hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đến từng viên từng viên màu đen tiểu cầu từ trong đó bay ra lượng quanh tại thân thể bốn phía không ngừng tăng nhanh ánh mắt như là hài hước nhìn mọi người cười khẩy nói chư vị cũng biết đây là cái gì yên lặng ngắn ngủi sau một người kinh hô phích lịch lôi hỏa gảy đáng chết a à? dùng vật này chính ngươi cũng sẽ tan xương nát thịt a à? trong đám người một hồi rối loạn lên đều là lui về phía sau đi khiếp sợ không thôi thiên nhãn thông cười gần nói không sai là phích lịch lôi hỏa gảy có tới 10.000 viên a đáng chết tên kia nguyên võ cảnh đại viên mãn võ giả nổi giận gầm lên một tiếng đều không lo được giết thiên nhãn thông trực tiếp liền điên cuồng bay lên hướng về trên bầu trời bỏ chạy ầm một viên phích lịch lôi hỏa gảy nổ ra ngay sau đó quả thứ hai quả thứ ba trong khoảnh khắc toàn bộ bên trong cốc đều hóa thành một cái biển lửa to lớn nổ tung lực trùng thiên triệt địa, quét ngang vũ nội. Không ít người đẩy cái kia nổ tung, liều mạng ra bên ngoài bay đi, càng bị một tầng kết giới ngăn cản, đụng trong váng đầu não bất tỉnh. Đồng thời kết giới kia trên có cực mạnh lực phản chấn, trực tiếp đem hơn 10 người gầy trở lại, cút vào trong lúc nổ tung, nổ tan xương nát thịt. Ở hẻm núi phía trên, vách núi trước, đứng nghiêm một tên cẩm y nam tử, khuôn mặt thanh tuyển, vô cùng ưu nhã thưởng thức phía dưới nổ tung, đem tóc mai ở đầu ngón tay đảo quanh, Thần Tình kia vô cùng hờ hững. Phía sau nam tử đứng cạnh 10 tên thân mặc áo giáp màu đen võ giả, đều là sắc mặt lạnh lùng, tỏa ra cường đại khí tức. Bỗng nhiên, một đạo hồn quang ở trên vách núi lấp lóe, chậm rãi hóa ra một bóng người đến, chính là Thiên Nhãn Thông. Cả người từ cái kia hồn quang bên trong hiển hóa ra ngoài sau, sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan vài câu, đi tới bên người nam tử, vươn tay ra, hắc tiếng nói: "Phượng Huy công tử, nhiệm vụ hoàn thành, linh thạch đây." Phượng Huy liếc mắt nhìn hắn, trong mắt bắn ra hơi tinh quang, đem một túi linh thạch cho hắn, có chút kiên kỵ nói rằng, ngươi võ hồn khởi tử hoàn sinh, quả thật là đáng sợ a. À? Khà khà. Thiên Nhãn Thông cười gượng hai tiếng, kiểm tra rồi hạ linh thạch, liền cất đi, ôm quyền nói, giao dịch hoàn thành, ta đi về trước rồi. Phượng Huy ánh mắt lóe lên mấy lần, nói, làm sao, ngươi không ở lại đến xem ta luyện chế trăm khiếu đan sao? Thiên Nhãn Thông nghĩ một hồi, liền dừng bước lại, nói, được rồi, ta cũng mở mang kiến thức một chút này trăm khiếu đan nhìn xem rốt cục là như thế nào tồn tại, lại muốn nhiều như vậy tính mạng mới có thể cô đọng. Phượng Huy lúc này nhìn phía cái kia hẻm núi phía dưới, 10.000 viên phích lịch lôi hỏa gãy vẫn còn ở nổ tung. Hắn lấy ra một cái lũ không tiểu cầu đến, thủy tinh tựa như chất liệu, mặt trên có khắc mỗi bên loại phù văn, một hồi liền thả vào không trung. Sau đó hai tay không ngừng bấm quyết, mỗi bên loại quyết ấn bay lên, đánh vào cái kia tiểu cầu bên trong. Tiểu cầu lớn lên theo gió, hóa thành ba thước đường kính, trôi nổi ở cái kia nổ tung phía trên, đồng thời lũ chỗ trống bắn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng đem chọn cái hẻm núi bao phủ phía dưới nổ tung trong ngọn lửa không ngừng có hồng hoàng song ánh sáng màu mang kích bắn ra bị hút vào tiểu cầu bên trong thiên nhãn thông lẳng lặng nhìn con mắt nơi sâu xa sạch qua một tia kiên kỵ hỏi dò công tử truyền dạy cho người này chăm khiếu đan phương pháp người tưởng thật không nổi a à. phượng huy khẽ mỉm cười nói đó là người này cũng là danh chấn thiên hạ cường giả chỉ là tên gọi ta liền bất tiện tiết lộ Thiên nhãn thông ha ha nở nụ cười một tiếng, không truy hỏi nữa. Hẻm núi ở dưới nổ tung, rằng co thời gian uống cạn chén trà mới dần dần bình ổn lại. Bên trong kết giới, huyết sắc bụi đất tung bay, không ngừng có tinh huyết cùng hồn phách bị quất ra vào cái kia tiểu cầu bên trong. Phượng Huy ánh mắt hơi ngưng, lạnh lùng nói, tổng cộng đến rồi 126 người, đi ra 93 đạo hồn phách, còn có 33 người không chết. Thiên nhãn thông cười nói, coi như không chết, cũng trọng thương gần đủ rồi. Chờ những hộ vệ này xuống, còn chưa phải là dễ dàng quét ngang. Phượng Huy gật gật đầu, nói, tỷ số sống sót so với dự tính cao hơi có chút, nhưng cũng không sao. Hai tay hắn đưa ở sau lưng, một bộ lòng mang trí lớn bộ dạng. Nơi đây 126 người, nhất định phải toàn bộ diệt khẩu, bằng không có còn sống sót, đem việc này truyền đi, liền việc này lớn, sợ là cha hắn trước thành chủ đều sẽ không gánh nổi. Một hồi lâu sau, xác định sẽ không còn có người đã chết. Phượng Huy đơn tay vồ một cái, đem cái kia tiểu cầu thu lại rồi, cầm trong tay, lẳng lặng nhìn hẻm núi phía dưới. Cho bụi đang lăn lộn sau một lúc, dần dần bình ổn lại, bên trong một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, vô cùng thê thảm, đâu đâu cũng có phá toái thân thể, còn có mỗi bên loại chết không nhắm mắt mặt. Trước dựa vào là thiên nhãn thông gần nhất tên kia nguyên võ cảnh đại viên mãn ông lão, trực tiếp bị tạc còn lại nửa cái đầu. Có không ít trọng thương thân thể, ở trong đống xác chết chậm rãi bò sát, sợ cũng sống không được bao lâu. Phượng Huy thấy rõ phía dưới tình cảnh sau, dơ tay lên nói đánh mở kết giới đi vào giết hết một cái cũng không thể lưu phải phía sau một gã hộ vệ lên trước lĩnh mệnh mười người đều là trong mắt nổ bắn ra tinh quang đến một hồi phóng lên trời hướng về hẻm núi phía dưới bay đi thiên nhãn thông sắc mặt bình tĩnh nhìn trong mắt không có bất kỳ sóng lớn này mười tên hộ vệ đều là nguyên võ đại viên mãn tồn tại còn dư lại cái kia ba mươi ba người tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi a à, a à, phía dưới lập tức vang lên tàn sát tiếng vài tên ở trong đống xác chết bò sát người, lúc này bị hộ vệ chém thành hai đoạn. Lại là bảy đạo hồn chỉ từ phía dưới bay lên, thu vào Phượng Huy trong tay tiểu cầu bên trong. Phượng Huy cười gần nói, rốt cục đầy 100, còn sót lại 26 người. Rất nhanh, lại có 15 người bị phát hiện, còn không có chống lại mấy lần, đã bị chém thành thịt nát. Phượng Huy lạnh lùng nói, còn lại 11 người. Giờ khắc này, bên trong cốc đã tĩnh có thể nghe châm, chỉ còn dư lại 10 tên hộ vệ đi lại âm thanh và tiếng gió ở ngoài, đầy đất hài cốt phần vụn thi thể, không nhìn thấy bất kỳ người sống. Nhưng 10 tên hộ vệ trái lại càng thêm cảnh giác, bởi vì càng như vậy, liền chứng minh cái kia tiềm giấu 11 người, hết sức lợi hại cao minh. Người đội trưởng kia trầm giọng nói, "Quách Tài, dùng ngươi linh mục thần thông." Một gã hộ vệ nói, "Tốt." Liên cầm trong tay đại kiếm xuyên ở trên mặt đất, sau đó hồn quang ở trên người chào hiện, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, trên trán mọc ra một cái sừng, trên người da rẻ cũng thay đổi thành xanh lục. Ở chỗ mi tâm, đột nhiên trợn mở một con mắt dọc màu xanh lục, tràn ngập tia sáng yêu dị, đi về phía trước bắn ra ngoài. Yêu mắt nháy mấy cái, quách tài hắc cười gần một tiếng, trong nháy mắt rút lên trên đất đại kiếm, liền hướng hư không phía trước bổ tới. Gì? Chiêu kiếm đó đâm vào trong hư không, lập tức bị một nguồn sức mạnh ngăn trở. Hư không lung lay hạ, hiện ra một người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh, trên trường bào mang theo máu tươi, đầy mặt vẻ giận dữ, quát, phượng huy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người hai tay hắn mang theo trường kiếm kia đột nhiên hướng về trước người lôi kéo liền va về phía cái kia quách tài tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi một cái đụng này liền dùng toàn lực chết cũng phải tha một cái chịu tội thay ầm ầm nhưng còn chưa va trên người quách tài liền vài đạo công kích điên cuồng tập kích mà đến một hồi đưa hắn oanh nát tan quách tài giơ tay lên một trưởng vung ra đi đem người kia phần vụn thi thể trực tiếp đánh bay ở trên không bên trong hóa thành bột mịn ở nơi này người bị chém giết thời gian đột nhiên hai bóng người lăng không hiện ra liền hướng hai cái phương hướng đào tẩu đều là đem tốc độ phát huy đến cực hạn liều mạng độn bay mười tên hộ vệ vội vàng ra tay hướng về hai người kia chém tới nhưng công kích một hồi thất bại bỗng nhiên trên bầu trời bóng tối lóe lên liền xuất hiện một con to lớn chảo ảnh trong nháy mắt bay xuống mà xuống nắm lấy một người trong đó cự chảo kia sờ một cái liền âm một tiếng đem người kia bắt tan xương nát thịt càng là phượng huy tự mình ra tay rồi hắn phất một cái ống tay áo nâng trong tay tiểu cầu lại có hai đạo hào quang đỏ màu cùng hồn quang thu nạp đi vào cho tới người khác kia có hai tên hộ vệ nâng kiếm mau chóng đuổi đi phượng huy nhìn cái hướng kia một chút vẫn chưa để ở trong lòng chạy trốn người kia chỉ có nguyên võ trung kỳ chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp chắc chắn phải chết hắn lạnh lùng nói đều cẩn thận một chút đừng tiếp tục để chạy còn tám người người đội trưởng kia vội vàng ôm quyền cao giọng nói nhất định sẽ không còn có chạy trốn hắn xoay người nói quách tài tiếp tục trà cái kia quách tài hai tay bấm quyết đem chân nguyên hướng về cái kia yêu mục trên rót vào không ngừng tăng cường linh mục thần thông bỗng nhiên đại điện nổ ra một người vọt ra quát ta liều mạng với các ngươi trực tiếp xông phía gần nhất một người gần nhất tên hộ vệ kia không rõ kêu thảm một tiếng tựa hồ bên trong cái gì chiêu sau đó đột nhiên nâng kiếm chém một cái đem lao ra người kia tại chỗ chém thành hai đoạn tiền mới ngươi không sao chứ người đội trưởng kia vội vàng đi tới đỡ lấy hắn hộ vệ kia sắc mặt hơi trắng bệch liếc mắt nhìn trên đất bị chính mình chém thành hai khúc người lắc đầu nói không có chuyện gì người đội trưởng kia gật gật đầu cao giọng nói đều cẩn thận một chút còn lại bảy người lúc này đuổi theo ra hai tên hộ vệ cũng quay về rồi trong tay mang theo một cái đầu ném xuống đất chính là chạy trốn người kia phượng huy nhìn trong tay tiểu cầu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ từng chữ nói không còn có tám người cái gì không phải bảy người sao? Người đội trưởng kia đột nhiên thất kinh hỏi. Phượng Huy kéo tiểu cầu, gằn giọng nói, vừa mới vừa đi vào một đạo hồn quang, tựa hồ nhìn rất quen mắt đây, nhìn làm sao giống như vậy tiền mới đây. Hết thảy hộ vệ đều là lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Tiền mới trong tay đại kiếm đồng thời, đột nhiên chém về phía người đội trưởng kia, bị đối phương phản ứng lại, nghiêng người tránh ra, nhưng vẫn như cũ bị chém xuống một cái cánh tay. Người đội trưởng kia sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, ngươi, tiền mới cười gắn nói bản công tử võ hồn có thể cùng kẻ địch trao đổi thân thể tiền này phương hồn phách ta đã đưa hắn đi ngưng nan hắn đại kiếm giơ lên qua to còn có bảy vị huynh đệ mau ra đây đi đồng sức đồng lòng mới có sống tiếp khả năng nếu bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận phải chết chắc vị huynh đệ này nói có đạo lý từ trong vách đá truyền đến thanh âm trầm ổn cái kia vách đá kết cấu không ngừng biến hóa chậm rãi ngưng ra một bóng người đến một tên ông lão áo xám giống như là từ trong đó đi ra ông lão nhìn chằm chằm chín tên hộ vệ liếc mắt nhìn lại nhìn chằm chằm phượng huy liếc mắt nhìn lạnh giọng nói ta không tin bọn họ có thể đem chúng ta đều ăn rồi được hôm nay nếu không chết chiến một trận lời khẩu khí này làm sao nuốt trôi đi không trung bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng chậm rãi phóng đại hóa thành một cái vòng tròn hoàn bên trong bay ra ba bóng người rơi vào trong hố sâu đầy người sắc khí nhìn chằm chằm những hộ vệ kia phượng huy cười nói hóa ra là độc long đảo ba vị cao đồ cái kia trong ba người một người cầm đầu chính là sư huynh Phùng Kiên, lạnh giọng nói, nếu biết có ba huynh đệ chúng ta ở, ngươi còn dám nổi sát tâm. Hôm nay tất nhiên muốn với ngươi đòi một lời giải thích. Với bọn hắn đòi cái gì thuyết pháp, liền để cho chúng ta cho bọn họ một câu trả lời hợp lý được rồi. Một trận gió nhẹ ở trong hầm ngương tụ, chậm rãi hóa ra một bóng người, tóc tai bù xù, mãn kiểm hồ cha, hai mắt tuôn ra lửa giận. Phượng Huy trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nói, hóa ra là cùng phong tán nhân. Cuồng phong tán nhân cắn răng nói, thằng nhóc con càng làm ra này loại chuyện thương thiên hại lý đến phượng huy cười như điên nói ha ha chỉ có thể trách các người quá tham người vì tiền mà chết oán ai ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói còn có hai người tất cả đi ra đi dứt tiếng trong hố sâu hiện ra một đạo lục mang ở trên không bên trong quay một vòng liền hóa ra nam tử mặc áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nam tử mặc áo trắng mặt không hề cảm xúc chỉ là tay phải vồ một cái ai ca tái hiện ra phát sinh ong ong tiếng rung. Tất cả mọi người làm ý mắt giật lên, trong lòng thầm giật mình, người này khuôn mặt vô cùng xa lạ, hơn nữa làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn càng không nhiễm một hạt bụi. Bất kể là tiền mới, vẫn là trong vách đá đi ra ông lão, cũng hoặc là độc long đảo ba người, vẫn là cùng phong tán nhân, không khỏi là có vẻ hơi chật vật, chỉ có người này, sạch sẽ có chút siêu nhiên xuất trần. Nam tử mặc áo trắng xung quanh lông mày cau lại hạ, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, tựa hồ không nhìn thấy Dương Thanh Huyền, để hắn vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên, cái kia trong hố sâu giải rác một ít cát vàng tự dưng bay lên, hướng về không trung ngừng tụ đi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, cát vàng càng tụ càng nhiều, từ từ hóa thành một vị sa chi tiềm phục giả lõm xuống hai mắt nhìn mọi người, dường như nhìn không thấu vực sâu. Sau đó sa chi tiềm phục giả thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cát vàng bay loạn bên dưới. Một đạo thon dài bóng người chậm rãi hiển hiện ra, nhấc tay vồ một cái, một mảnh hỏa diễm xuất hiện, hướng về bốn phía tản ra. Dương Thanh Huyền nhấc theo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, đứng lơ lửng trên không, áo bào như gió mà phát động, hai con mắt trong suốt như nước. Không chỉ có Phượng Huy ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người này xảy ra chuyện gì, cùng Sa Chi Tiềm Phục giả là quan hệ như thế nào. Dương Thanh Huyền cười nhạt, nói, nếu đều dự định đánh một trận, ta cũng là phụ bồi trừ vị đi. Nam tử mặc áo trắng bọn người là mừng rỡ không thôi, nhìn Dương Thanh Huyền ra sân phương thức liền biết tuyệt đối không phải bình thường, bảy người đều là trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng tự tin tăng cao. Phượng Huy cười như điên nói, "Ha ha, coi ý tứ, bé nhỏ ánh sáng cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hôm nay sẽ tác thành các ngươi, bồi các ngươi chơi trên một hồi." Hắn tay phải vồ một cái, đem cái kia điêu khắc tiểu cầu hấp vào bên trong cơ thể, sau đó khí thế trên người bộc phát ra, ép tới mặt đất không ngừng dặn nứt. Địa cảnh, mỗi người trong lòng đều rung một cái, ngầm kêu không tốt, Phượng Huy trên người tản mát ra sức mạnh, chính là địa cấp luân hải cảnh. Hắn chỉ hướng thiên không trên ba người Kinh bỉ nói, độc này Long đảo ba người liền để cho ta tới, còn lại năm người, các ngươi giết. Phải. Người đội trưởng kia dừng lại trên cánh tay huyết, đáp một tiếng. Đầy mặt lửa giận nhìn chằm chằm tiền mới, cắn răng nói, người này thuộc về ta, các ngươi giết bốn người khác. Bị tiền mới đánh lén chém một tay, để hắn lên cơn giận dữ, trong mắt nổ lên hồng mang, nâng kiếm liền điên cuồng chém tới. Mặt khác tám tên hộ vệ cũng nhằm phía bốn người, phân biệt lấy hai địch một, chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Ẩm. Dương Thanh Huyền giơ kiếm chặn lại, cùng một gã hộ vệ đại kiếm chạm vào nhau, ở trên không bên trong mỗi bên lùi một bước. Hộ vệ kia con mắt một hồi trừng lớn, có chút khó có thể tin tưởng được. Hắn tu vi cao hơn Dương Thanh Huyền một tầng, hơn nữa này loại đại kiếm vốn là lực lượng hình nguyên khí, vô cùng thích hợp chặt chém, làm sao sẽ một chiêu kiếm bên dưới đánh ngang tay. Tức giận bên dưới, lại là hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm bổ tới. Một tên hộ vệ khác cũng nâng kiếm chém đi qua, hai người song kiếm liên hợp bên dưới song khi đứng hàng mở như một tòa tiểu sơn hoành ép mà tới dương thanh huyền con ngươi một hồi bắt đầu biến hóa nổ bắn ra hoang của lệ khí trên người dâng lên từng vòng phù văn ngạch sinh lần đầu ra hai sừng trên người bắp thịt bành trướng mở nổi gân xanh trực tiếp biến thành nửa người nửa châu quái vật à, dương thanh huyền hét lớn một tiếng trên người tỏa ra hung thú một loại khí tức nam minh ly hỏa kiếm đột nhiên chém tới ẩm oanh một chiêu kiếm đánh ở đối phương hai thanh trên đại kiếm nổ bắn ra cường đại kiếm khí cùng ánh lửa hướng về song phương trên người xung kích đi qua đều là gắt gao sử dụng kiếm gánh vác song phương cắn chặt hàm răng đều cũng không lui lại một bước dương thanh huyền vốn là mã não cảnh thể tu lực lớn vô cùng giờ khắc này biến thân thanh giác man nghiêu khí lực càng là tăng lớn mấy lần trực tiếp rời sông lớp biển bạt núi quang nhạc cái kia hai tên hộ vệ giật nảy cả mình thấy được cũng vậy trong mắt kinh sắc đối phương bất quá là nguyên võ hậu kỳ mà thôi làm sao có khả năng lực vác hai người bọn họ. Dương Thanh Huyền to lớn bi phai co rụt lại, lệ khí càng sâu, hét lớn một tiếng, ba ngàn nghiệp hỏa điên cuồng tập kích mà tới. Nam Minh Ly hỏa kiếm trên rít gào ra vô số hỏa diễm, hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang kích bắn, trùng kích hai người hộ thể chân khí, lại không chung, dùng một thanh kiếm đè hai người không ngừng lùi lại. Mặt khác mấy nơi chiến trường, những hộ vệ kia cũng không dễ chịu, tuy rằng lấy hai địch một, nhưng cũng chưa xuất hiện nhiều đại ưu thế, trái lại lâm vào dây dưa bên trong nam tử mặc áo trắng quỷ dị kiếm pháp cùng hai tên hộ vệ đấu cùng nhau đánh khó phân thắng bại thêm vào hắn thân pháp kỳ diệu vô cùng linh xảo trong thời gian ngắn hoàn toàn không nhìn ra thắng thua cách đó không xa cùng phong tán nhân càng là lơ lửng không cố định đại lượng bụi bặm cuốn lên đánh hôn thiên ám địa liền bóng người đều bắt giữ không tới cái kia hộ vệ đội trưởng cùng tiền mới nhưng là lâm vào chém giết thảm thiết hai người đều là lối đánh liều mạng kiếm ảnh trên bầu trời ngang dọc trong khoảnh khắc đều biến thành huyết nhân chỉ có tên kia từ trong vách đá đi ra ông lão có chút rơi xuống hạ phong ở hai tên hộ vệ liên thủ không ngừng lùi lại lớn nhất một nơi chiến trường chính là phượng huy cùng độc long đảo ba tên đệ tử trên bầu trời trong vòng trăm trượng tất cả đều là một mảnh màu xanh biếc độc trướng ba tên đệ tử thân ảnh ở trong đó qua lại nhưng là đầy mặt sợ hãi cùng khủng hoảng ba người liều mạng khởi động trong tay độc đan hướng về phượng huy ép tới mà phượng huy như là thành thạo điêu luyện một thanh chiến thiên kích ở trước người xoay tròn phóng ra kim quang đến, đem hết thảy độc trướng đứng hàng mở. Đồng thời kích trên người ánh vàng, ở trên không bên trong hóa thành giao long hình thái, đem cái kia ba viên độc đan áp chế hoàn toàn ở, đánh giết ba người, tự hồ chỉ là cái vấn đề thời gian. Phùng Kiên trong lòng sốt sắng, thỉnh thoảng nhìn phía cái khác chiến trường, hy vọng có người có thể bước ra lại đây giúp đỡ. Phượng Huy đưa bọn họ lo lắng đặt ở trong mắt, diễu cợt nói, những người kia chính mình cũng tự lo không xong, còn có thời gian rảnh rỗi cứu các người bất quá những hộ vệ kia cũng thật là vô dụng lấy hai địch một cũng còn không bắt được trên mặt hắn bao một tầng xương lạnh tựa hồ đối với những hộ vệ kia năng lực cực kỳ bất mãn nói trong tay đánh ra vài đạo quyết ấn bay vào chiến thiên kích bên trong kích thân một hồi lớn lên quét ngang qua ba viên độc đan trên ánh sáng xanh lục một hồi liền bị áp chế sạch sẽ vội vàng lùi về sau đi độc long đảo ba người sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt chiến trường bên trong đấu mãnh liệt nhất chính là dương thanh huyền biến thân châu hoang sau nổi điên từng kiếm một chém ra nửa bên bầu trời đều hóa thành biển lửa cái kia hai tên trên người hộ vệ càng là đốt cháy đen liền ngay cả sức lực chống đỡ lại chưa từng chỉ có thể khổ sở cứng rắn chống đỡ mặt khác mấy nơi chiến trường bên trong người đều là giật mình nhìn lại bị cái kia loại cùng bạo đấu pháp kinh trụ một loại cùng cấp bên trong hoặc là cao tu đối với ngọn nguồn tu thời điểm mới có thể dùng này loại thô bạo sức mạnh áp chế hắn một tên nguyên võ hậu kỳ dĩ nhiên đối với hai tên nguyên võ đại viên mãn người dùng sức mạnh áp chế làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt hai tên hộ vệ giận dữ và xấu hổ không chịu nổi may mà mặt đã bị hỏa thiêu đen không nhìn ra mặt đỏ đến ầm ầm đột nhiên giữa bầu trời một trận nổ tung tiếng truyền đến kèm theo vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn độc long đảo ba tên đệ tử rốt cục đỡ không được chiến thiên kích bị đánh nát tính mạng tướng tu độc đan cái kia chiến kích đảo qua thân thể của bọn họ đều bị chém thành hai đoạn Tiên Nhãn Thông vẫn đứng ở trên vách núi, mỉm cười nhìn ác chiến, gặp ba người nổ chết, ha ha cười nói, kết thúc. Phượng Huy đem bay ra ngoài chiến thiên kích bắt về, mắt sáng lên, liền rơi ở bên trong chiến trường. Dương Thanh Huyền đám người lập tức cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm, để cho bọn họ không rét mà run. Không được, đi mau, hướng về phương hướng khác nhau trốn. Cùng Phong tán nhân hét lớn một tiếng, lúc này hóa thành một đạo gió xoáy, ném hai tên chiến đấu kẻ địch, hướng về bắc mặt chạy như điên. Dương Thanh Huyền cũng từ dã man điên cuồng trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, kiếm thế vừa thu lại, tương tự quay đầu chạy. Nam tử mặc áo trắng cùng hai người khác, đều là khiếp sợ không thôi, dưới tình thế cấp bách, không nghĩ ngợi nhiều được, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Phượng Huy biến sắc mặt, quát lên, đuổi, một cái cũng không thể bỏ qua. Chính hắn như là hướng về Cùng Phong tán nhân phương hướng đuổi theo. Cùng Phong tán nhân có thể thân hóa Cùng Phong, bất kể là chiến đấu vẫn là đào tẩu, đều cực kỳ khó chơi vì lẽ đó hắn tự mình đuổi tới tên kia ra trong vách đá đi ra ông lão cùng với tiền mới đều ở đây tình thế cấp bách đào tẩu bên dưới bị đối phương đuổi theo trực tiếp đánh chết chỉ còn lại dương thanh huyền cùng nam tử mặc áo trắng phân biệt hướng về phương vị khác nhau đào tẩu chín tên hộ vệ lập tức ăn chia hai nhóm hướng về hai người đuổi theo người đội trưởng kia mang theo bốn tên hộ vệ mau chóng đuổi dương thanh huyền bởi vì lúc trước dương thanh huyền biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người vì lẽ đó để cho bọn họ nhiều phân phối một người dương thanh huyền từ châu hoang cái kia táo bạo trong trạng thái tỉnh lại khôi phục bình tĩnh hắn chuyển đầu liếc mắt nhìn hướng về một hướng khác chạy trốn nam tử mặc áo trắng đã hóa thành một cái điểm trắng biến mất ở tận đầu hắn tập trung ý chí toàn bộ chân nguyên đều hóa thành tốc độ đi về phía trước bay nhanh đi phía sau năm người theo sát không nghỉ liều mạng điên cuồng đuổi theo như là để dương thanh huyền chạy trốn bọn họ sợ cũng không trở về Phượng Huy lửa giận nhất định sẽ bẻ đoạn đầu của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ so với Dương Thanh Huyền còn gấp. Nửa ngày sau, đã đã rời xa cái kia hẻm núi. Đồng thời Dương Thanh Huyền dựa theo trên bản đồ biểu thị phương hướng, hướng về sa mạc bay đi. Lại qua gần nửa ngày, rốt cục ra hoang dã, tiến vào trong sa mạc. Dương Thanh Huyền trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn chưa dừng lại đến, lại bay về phía trước 70, 80 dặm mới hóa thành một vệt sáng, bay hạ xuống. Năm người kia cũng là mừng như điên trong mắt tuôn ra sát khí cùng lửa giận cũng theo bay xuống đồng thời chỉnh năm cái phương vị đưa hắn tất cả đường đi đều giam giữ chết sáu người đều là sắc mặt trắng bệch ngực phập phồng lợi hại đoạn đường này điên cuồng chạy tới mỗi người thể năng đều cơ hồ hao tổn không chỉ là việc quan hệ sinh tử cũng không ai dám mừng sáu người cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên sa mạc nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương cái kia cụt một tay thủ lĩnh mở miệng trước lạnh lùng nói ngươi là tự sát hay là muốn chúng ta động thủ đưa ngươi vừa nói chuyện bốn người khác lập tức cầm lấy kiếm đến, mũi kiếm chỉ về đằng trước, làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Dương Thanh Huyền yên lặng nở nụ cười, nói: đầu óc ngươi nước vào vẫn còn bị gấp. vào lúc này còn hỏi vấn đề thế này, ngươi là thế nào lên làm đầu lĩnh? bán cái mông, đáng chết, giết! thủ lãnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm liền chém tới, khi thế mãnh liệt, cuồng sa nổi lên. bốn người khác cũng là đồng thời ra tay, bao quát trước bị Dương Thanh Huyền dùng Nam Minh Ly hỏa kiếm chém đen hai người càng là trước thù hận cũ cùng tính một lượt không chút nào cất giữ một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài dương thanh huyền sắc mặt phát lạnh trong lòng bàn tay lan ra vô biên âm trầm quỷ khí có bách quỷ từ mộ kiếm bên trong rít gào ra hóa thành từng đạo từng đạo oán quỷ hướng về năm người cắn xé đi qua bách quỷ dạ hành âm lãnh quỷ kiếm rơi ở trong tay dương thanh huyền một chảo bên dưới quét ngang qua lấy một địch năm đồng thời trường kiếm quét ra thời gian khuôn mặt cùng thân thể cũng bắt đầu biến hóa biến thành thanh giác man nghiêu khí lực cả người tăng cao đứng lên ẩm năm chuôi đại kiếm từ phương hướng khác nhau đánh tới ép trên bách quỷ dạ hành đáng sợ kiếm khí nổ ra vô biên cuồng xa dâng lên một mảnh gào khóc thảm thiết năm tên nguyên võ đại viên mãn một đòn mặc dù là địa cảnh cường giả cũng rất khó dễ dàng đỡ lấy cắt vàng bên trong bị tạc nứt ra một cái trăm trượng hố sâu năm kiếm bên dưới dương thanh huyền đã không thấy bóng dáng thủ lãnh kia sắc mặt đột biến lớn tiếng kêu lên cẩn thận người này có thể hóa thành sa chi thủ hộ giả. Vừa dứt lời, đầy đất cát vàng không ngừng cao tần rung động, hướng về giữa bầu trời kích bắn đi, ngưng tụ thành một đoàn. Những này cát vàng bên trong đầy rẫy đại lượng hoang khí cùng chân nguyên, càng tụ càng nhiều, đem mặt trời cũng chặn lại rồi, một khối to lớn bóng tối rơi ở trên mặt đất, đem năm người bọc lại. Đây là, năm người kia hoàn toàn biến sắc, hai tấn chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. To lớn kia hạt cát ở trên không bên trong ngưng tụ, giống như là một mảnh lục địa, ở trên không bên trong trôi nổi từ từ duỗi ra năm ngón tay đến mới phát hiện giờ là một bàn tay cực kỳ lớn đồng thời giữa bàn tay lượng lớn chân nguyên lưu động nghĩ hóa ra từng cái từng cái phủ văn trận pháp dường như lòng bàn tay hoa văn giống như vậy phát sinh hào quang óng ánh nhìn kỹ lại giống như là sáu cái mặt trời khảm nạm ở trên bàn tay khổng lồ năm người đồng thời nhận ra được không được thủ lãnh kia kinh hô một tiếng nói đi mau ngay ở năm người thân ảnh lấp lóe thời khắc bàn tay kia uy năng thoáng cái để thăng lên đến rồi cực hạn dương thanh huyền cái kia thanh âm lạnh lùng từ trong hư không chuyển đến sa chi lục dương trưởng ầm ầm cái kia lục đạo mặt trời ở trong lòng bàn tay lượn vòng cùng vô số cuồng sa đồng thời hóa thành cường đại bão táp theo cái kia lục địa một loại cự trưởng cuồng kích mà xuống toàn bộ sa địa không ngừng ra bị nẻ mở mảng lớn cắt vàng tràn vào bầu trời trời long đất lở nhật nguyệt ảm đạm năm người nhỏ bé bóng người ở thiên địa này oai hạ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Năm người biết đã không đường có thể trốn, đều là cắn răng, dơ kiếm hướng về ngọn lửa kia cùng cuồng xa gió bảo bên trong chém tới. Tuy rằng một trưởng này uy thế kinh người, nhưng đối phương dù sao chỉ có nguyên võ hậu kỳ tu vi, dù cho lại làm sao biến thái, không có khả năng vượt cấp nhiều lắm. Nghĩ tới đây, lập tức để năm người nội tâm chấn định không ít, đều là đem toàn bộ chân nguyên rót vào bên trong kiếm, hình thành kiếm cương chém ra. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ kia đánh rơi, trực tiếp đem năm người toàn bộ nuốt hết, đáng sợ trưởng kình cùng hỏa diễm ở trên mặt đất tàn phá, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Từ trời cao đi xuống quan sát, giống như là địa chấn giống như vậy, chu vi trong vòng trăm trượng địa hình hoàn toàn bị thay đổi, trực tiếp bị một trưởng san bằng. Dương Thanh Huyền thân ảnh ở trên không bên trong nổi lên, trong tay nắm bách quỷ dạ hành, âm trầm quỷ khí bảo hộ hắn trắng bệch mặt, hiện ra điểm điểm thanh mang. Vừa nãy cái kia một chiêu cự trưởng cũng là đem các năng lực cùng lục dương trưởng kết hợp với nhau hơi suy nghĩ bên dưới lần thứ nhất triển khai không nghĩ tới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy hiệu quả hoa giải ngữ cũng là chấn động kinh trụ lẩm bẩm nói rằng này sa chi thủ hộ giả năng lực trong sa mạc là vô địch chỉ là vật này linh trí không cao vì lẽ đó sức chiến đấu mất giá rất nhiều hiện tại năng lực này phối hợp sự thông minh của ngươi thật là đáng sợ dương thanh huyền nhẹ nhẹ gật gật đầu trong mắt lập loài tinh quang nói vật này vốn là sa chi tinh linh là mảnh sa mạc hoang vu này chủ nhân hắn đứng ở không trung nghỉ ngơi một trận, lần thứ hai hóa thân xa Chi thủ hộ giả, bất quá chỉ cao bằng một người, nhấc theo Bách Quỷ Dạ Hành bay hạ xuống. Bách Quỷ Dạ Hành bởi vì quá mức tà ác, để trong lòng hắn trước sau có loại chống cự cảm giác, nhưng giờ khắc này một mất một còn cục diện, cũng là không quản được này rất nhiều. Trên mặt đất vẫn là trần sa cuồn cuộn, hắn một bay rơi xuống, cái kia khắp người quỷ khí, lập tức đem cát vàng đứng hàng mở, như một vị quỷ thần, trên mặt cát bước chậm, tìm kiếm năm người kia tung tích tuy rằng một trưởng kia kinh thế hãi tục nhưng hạn chế cho hắn tự thân tu vi cũng không cho là mình có thể một chiêu đập chết năm tên nguyên võ đại viên mãn quả nhiên hắn trên mặt cắt đi rồi hơn 30 bước đột nhiên một đạo kiếm khí từ dưới mặt đất xuyên ra ngoài một gã hộ vệ bay lên trời liều mạng toàn lực đâm về phía hắn gì dương thanh huyền không tránh không để trực tiếp để chiêu kiếm đó đâm vào bên trong cơ thể sâu vào chỉ là phát sinh nhỏ nhẹ vuốt nhẹ tiếng tên hộ vệ kia máu me khắp người con mắt trợn lão đại khó tin nhìn. Chiêu kiếm này đâm tới, nhưng cũng không biết là có phải có sát thương hiệu quả. Dương Thanh Huyền liếc mắt nhìn trên người, kiếm kia đã đâm thân thể, hơi đau đớn một hồi, ngoài ra cũng không có bất kỳ dị dạng. Hắn dơ lên kiếm đến, chiếu tên hộ vệ kia liền chém xuống. Ẩm. Kiếm khí đem cái kia trên người hộ vệ hắc khải phách mở, bách quỷ một hồi chui vào, hộ vệ kia kêu thảm một tiếng, trên mặt liền bắt đầu đổi xanh, phẳng phất có vô số quỷ quái ở trong người ngang qua. Cái kia màu xanh biếc mặt, rất nhanh sẽ đen